Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp, chúng ta cùng nhau thực hiện làm bánh mì ngọt ốc quế. Một cách làm rất là đơn giản nhưng thật là ngon. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ không nhồi bột nha cả nhà. Chúng ta chỉ xếp bột, gấp bột thôi và nó cũng ra được những ổ bánh mì ngọt ốc quế thật là thơm ngon. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Để làm bánh mì ngọt ốc quế, chúng ta cần có 300g bột mì, 150g sữa ấm, 1 quả trứng gà 50g, 30g đường, 30g bơ, 5g men khô và 5g muối. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông chúng ta cùng nhau trộn bột nhé. 30g đường, 150g sữa ấm, 5g men khô. Chúng ta sẽ hòa quyện cho men khô, đường và sữa ấm. 1 quả trứng gà có trọng lượng là 50g sau khi đã bỏ vỏ, 30g bơ, 5g muối. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục hòa quyện. Ngày hôm nay Thông sử dụng bột mì để làm bánh mì ốc quế với tuýp 405 cũng như mọi khi. Và bột mì này nó có lượng protein là 11.5g. Cả nhà có thể sử dụng bột mì 11% protein cũng được nhé. Thông sẽ cho bột vào trong hỗn hợp chất lỏng này. Chúng ta sẽ trộn bột, cho bột hòa quyện vào thành một khối. Sau khi Thông đã trộn bột xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho bột nghỉ. Và thời gian cho bột nghỉ lần thứ nhất là 20 phút. 20 phút cho bột nghỉ lần thứ nhất đã xong. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau xếp bột. Và cách xếp bột thì Thông đã chia sẻ rất là nhiều lần ở trong những video làm bánh không cần nhồi bột. Chúng ta chỉ cần kéo bột lên từ bên này, chúng ta gấp nó qua bên kia và chúng ta cứ làm vòng tròn như thế này. Khi nào mà bột của chúng ta nó mịn màng thì chúng ta sẽ ngưng lại. Đây cả nhà, rất là đơn giản. Rồi, xếp bột lần thứ nhất đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đậy chậu bột lại và cho bột nghỉ lần thứ hai, cũng với thời gian là 20 phút. 20 phút cho bột nghỉ lần thứ hai đã xong. Và chúng ta lại mở nắp chậu bột ra. Cũng như lần xếp bột lần đầu tiên thì lần thứ hai chúng ta cũng vẫn làm như thế. Cả nhà xếp bột lại cho thơm. Sau khi xếp bột lần 2 xong thì chúng ta lại đậy nắp chậu bột lại và cho bột nghỉ lần thứ 3. Lần thứ 3 thì chúng ta sẽ cho bột nghỉ với thời gian là 30 phút nhé. Trong khi chờ đợi cho bột nghỉ lần thứ 3 thì Thông sẽ chia sẻ với cả nhà cách làm đường và quế cộng với bơ để cho vào bánh. Ngày hôm nay thì Thông sẽ sử dụng 50g đường vàng. Đây là cái loại đường vàng. Cái bịch đường này thì Thông mua ở chợ River nhé.
50g đường vàng, 40g bơ. Cả nhà có thể cho 50, 40, 50, 60 thì tùy theo mình thích độ béo nhiều, độ béo ít. Và ở đây là 5g quế. Thì bơ chúng ta sẽ để nhiệt độ phòng. Bây giờ cả nhà dầm bơ ra nè. Khi mà chúng ta dầm nát bơ ra, rồi chúng ta sẽ cho 50g đường vào trong 40g bơ, 5g bột quế. Sau đấy thì chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp bơ, quế và đường lên với nhau. 30 phút cho bột nghỉ lần thứ 3 đã xong. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau lấy bột ra, cán bột và vào form cho bánh. Ở trên mặt bàn thì cả nhà hãy cho thông một lớp dầu ăn mỏng để khi mình cán bột á, là bột nó sẽ không có dính xuống dưới mặt bàn nha. Cả nhà có thể sử dụng một lớp bột áo cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy bột ra ngoài. Đây, bột thông đã ủ được tổng cộng là 70 phút nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau cán bột. Và chúng ta sẽ cán bột thành hình chữ nhật nha. Một cái hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Sau khi Thông đã cán bột thành một hình chữ nhật rồi thì Thông sẽ cho cái hỗn hợp bơ, quế và đường lên trên hình chữ nhật bột này. Và chúng ta sẽ chia cái bơ, quế, đường này lên trên cái hình chữ nhật bột này nhé. Và cả nhà chừa cho Thông khoảng cỡ 1 phân rưỡi ở cái viền này. Chúng ta sẽ không bôi bơ, quế, đường ở lên đây. Để một chút xíu nữa chúng ta cuộn lại. Sau khi Thông đã cho bơ, quế, đường lên trên cái hình chữ nhật bột rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cuộn bột lại nè. Cả nhà có thể cuộn từ trên xuống dưới hoặc là cuộn từ dưới lên trên. Mình tiện kiểu nào thì mình cuộn kiểu đấy nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cuộn lại. Và cả nhà nhớ là kéo bột ra cho hai cái đầu bột nó có bột này. Đó, thường thường khi mình cuộn lại đó là nó hơi bị thiếu ở hai cái đầu bột. Cho nên là cả nhà phải để ý dùng Thông nha. Sau khi mình đã cuộn bột xong rồi thì cả nhà hãy nhíp cái mép này lại cho Thông. Nhíp cái mép này cho nó dính bột lại để khi một chút xíu nữa mình nướng bánh đó, nó không có bung ra. Và hồi nãy đó là Thông cán bột không đều nên là cái ở giữa nó hơi phình ra này. Nhưng mà thôi không sao. Đương nhiên là sẽ có cái to, cái nhỏ. Sau khi mình đã dán mép rồi thì cả nhà điều chỉnh cho cái bánh của mình nó dài đều nhau. Và bây giờ đó là mình muốn bao nhiêu cái bánh thì mình sẽ chia cái cây bột này ra thành bấy nhiêu cái. Cả nhà nhớ chuẩn bị cho Thông khay nướng bánh, có giấy nướng bánh ở trên nha. Rồi, ngày hôm nay thì Thông sẽ chia cái thanh bột này ra thành 9 cái bánh. 9 cái bánh nè. Rồi, ok. Sau khi mình đã cho bánh lên trên khay rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ là chúng ta sẽ ấn cái bánh xuống một chút xíu cho nó dẹp dẹp. Không có để như thế này, chúng ta sẽ ấn nó xuống như thế này. Đó, ấn nó xuống. Sau khi mình đã ấn bánh xuống xong rồi này thì bây giờ mình sẽ đem bánh đi ủ. Và thời gian ủ bánh sẽ từ 30 phút cho đến 45 phút. Thông sẽ để khay bánh này vào trong lò nướng cộng với cả một ly nước nóng nha cả nhà. Chúng ta để trong lò nướng chỉ bật đèn thôi. Rồi, Thông xin hẹn gặp lại cả nhà sau thời gian ủ bánh. 45 phút ủ bánh đã xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bật lò nướng để chuẩn bị nướng những ổ bánh ốc quế này.
Và nhiệt độ để nướng những ổ bánh ốc quế này chúng ta sẽ cần nhiệt độ là 180 độ C, lửa trên, lửa dưới, không quạt. Rồi, bây giờ thì Thông sẽ cần một chút xíu sữa và chúng ta sẽ bôi sữa lên trên những cái ổ bánh ốc quế này nha cả nhà. Bây giờ thì nhiệt độ trong lò nướng đã đủ rồi, Thông sẽ để khay bánh vào để Thông nướng. Và Thông xin phép được chia sẻ lại một lần nữa là để nướng những ổ bánh mì ốc quế chúng ta cần nhiệt độ 180 độ C. Và chúng ta sẽ để khay bánh ở tầng thứ 3 từ trên đếm xuống. Lửa trên, lửa dưới không quạt và thời gian nướng bánh sẽ từ 15 phút cho đến 20 phút. Rồi, Thông xin hẹn gặp lại cả nhà sau thời gian nướng bánh nhé. Tan tan, cả nhà ơi, bánh mì ngọt ốc quế Thông đã nướng xong rồi đây. Rất là thơm ngon luôn. Cả nhà thấy là hồi nãy đó, Thông ấn cái bánh xuống đó, mà khi nướng bây giờ nó nổi lên quá trời, nó nổi lên luôn nè. Rồi, bây giờ thì Thông xin phép được chia sẻ một điều là như thế này. Khi mà chúng ta bắt đầu nướng bánh thì cả nhà luôn luôn phải bật nhiệt độ cao hơn với cái nhiệt độ mình nướng bánh nha. Chẳng hạn như là nhiệt độ để nướng cái ổ bánh mì ốc quế này là 180 độ C thì chúng ta phải để 200 độ C. Và chúng ta sẽ bật cho lò thật là nóng, lửa trên, lửa dưới có quạt. Nhưng mà khi chúng ta cho khay bánh vào thì chúng ta sẽ không bật quạt và chúng ta giảm xuống 180 độ C. Thì bánh của chúng ta nó sẽ nở đẹp. Còn nếu mà quý vị cho cái nhiệt độ chuẩn ngay từ lúc ban đầu đó, thì khi cho khay bánh vào thì ngay lập tức nhiệt độ nó sẽ giảm và cái bánh của mình nó sẽ bị chai. Lúc đó thì chúng ta phải bật quạt, lửa trên, lửa dưới có quạt để cho nó nở bánh lên nha cả nhà. Rồi, cũng như mọi khi, sau khi mà chúng ta lấy bánh ra rồi thì không để chờ lâu, chúng ta sẽ bôi một lớp bơ lên trên mặt bánh để cho bánh của chúng ta nó bóng mượt và nhìn đẹp mắt hơn nha. Thơm lắm cả nhà ơi. Rất là thơm ngon. Thông đã bôi bơ xong rồi. Bây giờ thì Thông sẽ lấy một cái bánh nè. Đó. Và bẻ ra để mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nha. Cái này là cái đầu này. Cái đầu nên nó nhỏ này. Và cả nhà thấy không? Hồi nãy Thông ấn nó xuống đấy. Mà bây giờ nó lòi lên trên như thế này luôn này. Vẫn còn nóng nha. Bánh vẫn còn nóng nha cả nhà. Nóng hổi hổi luôn á. Wow, dài quá nè. Rồi, Thông xin phép cả nhà cho Thông thử một miếng bánh xem là ngày hôm nay chất lượng nó như thế nào nha. Ngon quá cả nhà ơi. Rất là thơm ngon. Béo ngậy luôn. Tuyệt vời luôn cả nhà. Cái nào cái nấy rất là tuyệt vời. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, cả nhà yêu mến kênh YouTube của Thông thì cho Thông xin một like, đăng ký, chia sẻ và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc cả nhà thành công. Bye bye.